Ngày này đi nhà nhà Huy chứ nó không ở bên trên đi không phải cái này là bỏ nó không ra tàu không hợp mốt không ra nó ra khác mốt đó màu khác còn nó gạch thì nó cái màu đỏ như này nó còn cái nhà nó quân con này nó... em mua ít về mốt cái chân tường nhà nó thay cái năng gì trong xa chả khác treo cái luôn răng nó quân nặng à đấy là xe cái gạch đấy rồi gạch không màu đây như vậy gạch khỏe gạch khỏe này cái tốt còn gạch kia nó cái này tốt theo miếng cái vuông này cũng tốt hoa này chứ không phải đây mỗi người thích trông trông thích sống cái cột bụi này đắt cái này đắt nhất, đắt nó. Rồi vẫn còn cái loại này nhưng mà nó gạch màu khác thôi. Những người ta thích cái kiểu như thế này. Cái này là viên nó ốp mình ốp nấy. Viên một, mạch. Cái đây là miếng. Cái này nó là miếng cái mạch cái bản của nó. Nó giả. Cái kia là miếng tạt đấy. À, miếng tạt đấy. Giả. Cái này nó giả. Cái kia nó gọi là khẻ. Cái này nó gạch 50 hay là 30. Nó có cái bìa nó cả cái bưởng. Nhà cái cổng nhà thằng con nhà Triệu ấy. Cái gạch đấy là nó gạch đấy thì nó gạch kiểu gạch thấy cái kiểu viên thế. Ừ. Gạch không chát. Gạch đấy nó xây mộ. Nhiều người đấy cũng được. Nhiều người ta thích cái kiểu đấy nó làm cái màu mà nó ấy nó thần như thế. Liệu ơi!